Mèo bánh xèo xin chào mọi người đã quay trở lại cùng với anh trai 12 bến nước chuyên đi bắt cá, về nấu kho quẹt ăn cùng canh chua. Ngày hôm nay anh lại vừa sáng tác ra thêm 3 tuyệt chiêu bắt cá cực kỳ bá đạo mà chúng ta sẽ chẳng thể tìm thấy ở nơi nào khác đâu nha. Giờ thì chúng ta hãy cùng xem anh trai IQ vô cực đây bắt cá như thế nào nhé, ghét vô. Trước khi bắt tay vào cái bẫy đầu tiên, anh tiến ra một con suối có dòng chảy tương đối khá mạnh. Lựa chọn một địa điểm phù hợp để đặt bẫy, rồi anh chạy về nhà mang mấy khúc cây có nạn đem ra. Dựng đứng nó lên ngay bên cạnh dòng suối đang chảy, anh cố định giữ vững nó lại với hai khúc cây chóng vào hai bên. Rồi anh lấy dây để cột chúng vào thật chặt với nhau, khi cái cây ở phía ngoài xong, thì anh tiếp tục thêm một cây giống vậy ở phía đối diện, cột cho nó đứng song song với nhau. Sau đó anh chạy về nhà chôm thêm mấy cái ống nhựa đã được cắt sẵn, rồi nhét chúng vào ngay chỗ cái nạn của hai cái cây. Thêm vào đó một khúc cây dài tròn, có thể lăn được để làm thành trục, lăn lăn cho nó vài vòng xem ổn áp chưa. Rồi anh nhét thêm vào khúc giữa cái cây một khúc ống nhựa, kèm đó là vài khúc cây nhét vào bên trong, để cố định cái ống nhựa lại một chỗ. Ở phía ngoài nơi dòng suối chảy, anh đóng thêm vài cái cây vào bên trên cây trục anh vừa mới gác lên. Chéo với nhau tạo thành bánh xe quay nước các anh em nhé. Quay thử vài vòng xem nó trơn tru chưa. Rồi kế tiếp anh đóng mấy miếng ván vào bên dưới đầu cây quay. Vậy là giờ chúng ta đã có một cái bánh xe nước. Kiểm tra lại và chỉnh sửa đôi chút cho mọi thứ hoạt động êm xuôi. Anh lại quay về nhà mang ra một bó cây tròn nhỏ, dùng hai sợi dây anh cột vào hai bên gốc cây. Tiếp theo thì anh ngồi thắt dây cột vào mấy khúc cây tròn đó. Sau để cho nó thành một vòng cây dài như kiểu bánh xích, mang ra lại chỗ cái con suối. Anh đặt nó lên chỗ cái ống nhựa bên trên. Thả thòng xuống kéo kéo vài cái, và cột nối chúng lại thật chặt với nhau. Ở bên dưới ngay chỗ cái bánh xích gỗ vừa tạo, anh cũng đưa vào thêm một khúc cây, có gắn kèm một cái ống nhựa như ở trên, đã được anh chuẩn bị sẵn. Điều chỉnh cho nó quay vòng ổn áp với một khoảng cách vừa đủ, rồi anh vác mấy cục đá to để chêm cố định nó lại. Vậy là giờ anh trai đã hoàn thiện được một cái bánh xe nước, chạy được hoàn toàn dựa vào sức nước để quay. Kiểm tra xong thì anh cũng hoàn tất công đoạn còn lại, là cột thêm mấy cái gỗ sắt lên bánh xích gỗ kia. Ôi giời ơi, khó thế mà anh trai cũng nghĩ ra được, lại chạy về nhà chôm cái thau giặt đồ của cô hàng xóm ra, múc nước vào rồi anh đặt ngay bên dưới chỗ cái bánh xích gỗ. Cho vào giỏ vài cục đá nhỏ, để xem nó đổ ra có đúng ngay vị trí chưa. Để anh điều chỉnh cho nó phù hợp. Khi đã vừa ý với kết quả, anh liền lấy mồi ra nhử cá vào ngay chỗ cái bánh xích quay. Vậy là cả nhà đã hiểu hết cái ý tưởng bá đạo này của anh trai rồi nhé. Xong xuôi rồi thì anh cũng giọt lẹ về nhà, để ăn cơm chiều cùng cô hàng xóm. Bỏ lại anh Carey mừng đứng quay phim ở đây một mình. Được một lúc khi bọn cá bắt được mồi ngon, thì chúng cũng đã kéo đến ăn mồi. Cái kết là từng con bị xúc lên hết, đổ vào ngay cái thau giặt đồ đợi sẵn he he he. Vài ngày hôm sau khi đã ăn hết cá, anh lại tiến ra suối ngồi nghiên cứu cái bẫy thứ hai. Đầu tiên là anh cột mấy khúc cây nhỏ lại thành như một miếng vạc gỗ. Một đầu phía trên thì anh cột hai khúc cây nhỏ đứng cao lên, và một cây ngang để sẵn. Rồi anh lại gác thêm mấy khúc cây nhỏ lên trên cái cây ngang kia, đặt chúng xuôi xuống như hình tam giác. Và cố định chúng lại thật chặt với những sợi dây. Vậy là cái miệng bẫy công đoạn đầu tiên của anh cũng đã hoàn tất. Anh kiểm tra lại với một chai nước, tưởng tượng như lũ cá chui qua thì chúng sẽ bị kẹt ở trong đó, chẳng thể nào quay lại lên trên được. Khi đã hài lòng với lại cái bẫy, anh liền khiên nó ra đặt xuống giữa dòng nước đang chảy. Rồi anh lấy đá đắp lên để chặn dòng chảy hai bên, chỉ cho nước chảy qua ngay chỗ cái bẫy. Kiểu như là một cái đập vậy các anh em nhỉ. Ở phía sau anh cũng đắp đá y vậy luôn nha. Chờ cho xích bơ rào miếng lưới đến, rồi anh lôi nó ra dòng nước, đặt xuống ngay dưới cái bẫy mà anh đã làm. Kéo miếng lưới ra xung quanh, gác lên trên hai cái cây cùng ở đằng sau là cái đập đá. Dàn lên mấy cục đá to để cố định giữ miếng lưới lại. Sau cùng anh lại dùng dao, cắt nhỏ mấy miếng mồi ra trên một tảng đá, rồi nhét mồi vào ngay chỗ cái miệng bẫy bằng cây kia là xong. Kiểm tra cái bẫy lại với chai nước nhỏ lần cuối, và lắp thêm một cái camera nhỏ nhỏ ngay chỗ kế bên. Để khi về nhà anh cũng có thể quan sát được. Công việc đã xong anh lại dông về nhà nằm chơi xơi nước. Ngắm nhìn cái bẫy qua camera, sau một lúc vài giờ đồng hồ thì cũng có con cá đầu tiên chui vào. Vậy là xem như cái bẫy đã quá ổn áp, đợi đến sáng ngày hôm sau thì anh tiến vào thăm. Vừa vào đến nơi là anh vứt ba lô ra mà lao đầu xuống nước, để dỡ cái tấm lưới lên thật nhanh, thu hoạch đàn cá đang bị mắc kẹt dưới kia. Chỉ với vài ba đường quyền thì anh cũng đã gom gọn lại một mẻ lưới, hốt chọn một đàn cá ngon mập ú nu rồi mang lên bờ. Giờ thì còn đợi chờ gì nữa các anh em nhỉ? Cho chúng vào bao mang về làm vài món lai dai thôi he he he. Tuyệt chiêu thứ ba thì chắc là hơi cồng kềnh chút xíu. Với hai cái ống nước khá to anh mang ra kế bên con suối. Rồi dùng bao rác ni lông để bịt lại ngay một đầu ống nước với sợi dây thun. Chọn một địa điểm ngay dốc nước chảy, anh gác ngang một khúc cây to.
cố định nó với vài cục đá lớn, rồi lại mang hai cái ống nước kia ra, gác lên trên phía dòng nước đang chảy đổ xuống, và tiếp tục cố định lại với mấy cục đá siêu to. Giữ thật chặt để nó không bị cuốn trôi đi mất, anh lại chạy về nhà, mượn cô bán cá kế bên nhà một cái sọt nhựa khá to. Cho vài cục đá vào sọt để cho nó nặng, anh mang nó lại ngay chỗ đuôi hai cái ống nước kia. He he he, như thế này chắc là anh em đã hiểu dùng làm hứng cá rồi nhỉ. Sau đó thì anh lắp thêm một cái camera nhỏ nhỏ đứng vào. Rồi anh nhanh chân chạy lên bên trên đầu nguồn con suối, bắt đầu tung chiêu dọa nạt ném đá, để xua đuổi mấy con cá đang trốn bơi ra. Cứ như vậy anh đi lùa cá từ trên xuống dưới, để ép bọn cá chạy ra, sẽ bị nước cuốn trôi qua hai cái ống nhựa mà anh đã gài. Rơi vào ngay cái sọt mà anh đặt sẵn, nhưng rất tiếc lần này cái bẫy trông có vẻ là chưa được như ý đúng không anh em? Vì bọn cá đã trượt parking quá mạnh, bay qua ngang luôn khỏi cái sọt ha ha ha. Chỉ một vài con số nhỏ trượt yếu là bị dính lại. Khi đã xong anh trai quay lại cái sọt kiểm tra thành quả, cái kết cuối cùng là chỉ bắt được hai con cá nhỏ mà thôi he he he. Video review giải trí con người và cuộc sống của mèo bánh xèo đến đây là hết rồi. Bye bye và cảm ơn cả nhà đã xem video của mèo bánh xèo nhé.